Salon Media xin chào các bạn. Trên tay mình là sản phẩm School Candy Push Active. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng cũng như reset chiếc tai nghe này. Điểm qua một vài chi tiết về thông số, tai nghe sử dụng kết nối Bluetooth 5.2 thế hệ mới độc lập hoàn toàn, trang bị phím bấm vật lý, chế độ xuyên âm Stairway giúp nghe âm thanh xung quanh, cung cấp công nghệ chống nước, mồ hôi, bụi bẩn theo chuẩn IP55. Thời lượng pin đem tới 10 giờ sử dụng liên tục kết hợp với đốc sạc 34 giờ, nâng tầm sử dụng lên đến 44 giờ. Để kết nối tai nghe với thiết bị, đầu tiên chúng ta mở đốc sạc lên. Rồi bật Bluetooth trên thiết bị. Chúng ta kết nối thiết bị mới. Chúng ta kết nối với Push Active. Vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Ở trình nghe nhạc, để tạm dừng hoặc tiếp tục phát một bài, chúng ta ấn một lần tay trái hoặc phải. Để tăng âm lượng, chúng ta ấn hai lần bên tay phải. Để giảm âm lượng, chúng ta ấn hai lần bên tay trái. Ở trên cuộc gọi, chúng ta ấn một lần để trả lời. Chúng ta ấn một lần nữa để kết thúc cuộc gọi. Khi tai nghe không nghe được hay bị ngắt kết nối, chúng ta cần reset tai nghe. Sau đây mình sẽ chỉ các bạn cách reset tai nghe. Đầu tiên chúng ta xóa tai nghe khỏi thiết bị. Sau đó chúng ta rút tai nghe ra khỏi đốc sạc. Chúng ta giữ tay phải trong 3 giây. Khi đèn nhấp nháy sẽ có tiếng Ready to pair. Rồi chúng ta kết nối lại tai nghe. Vậy là chúng ta đã reset tai nghe thành công. Ngoài ra, tai nghe còn có ứng dụng riêng School Candy App, các bạn có thể tải trên CH Play hoặc App Store. Trên đây chúng ta có thể nhìn thấy pin của tai nghe, âm lượng trên tai nghe và chỉnh equalizer cùng rất nhiều các ứng dụng khác. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên ứng dụng này. Trên đây là cách kết nối, sử dụng cũng như là reset chiếc tai nghe School Candy Push Active. Tai nghe hiện đang có sẵn tại các chi nhánh của cửa hàng Salon Media, các bạn có thể qua và trải nghiệm. Đừng quên để lại một like, một subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất của Salon Media nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.